Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo của mình. Thì ở clip trước thì mình đã chia sẻ và giới thiệu cho bà con về các cái đặc điểm của các loại giống mít siêu sớm và mít ruột đỏ. Thì hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cho bà con những cái giống mít mới các bạn. Đây là cái mít mà các bạn đang nhìn thấy, thì trên màn hình thì bên tay trái là mít siêu dài các bạn. Trái siêu dài. Còn bên tay phải của các bạn đây là mít không hạt các bạn. Thực ra mà nói là mít không hạt, nhưng mà cũng là có hạt. Nói không hạt thì cũng không phải chính xác lắm, là vì nó có hạt nhưng nó hạt lép, hạt không đáng kể. Đây cái bên trái các bạn là mít quả dài, bên tay phải các bạn đây là những cái luống mít không hạt các bạn. Gọi là mít không hạt. Thì cái tầm này thì cái tầm mùa xuân này các bạn, cho nên là cái này rất là thích hợp cho việc trồng cây mít của chúng ta, đặc điểm rất là tốt. Nói chung là cây mít thì là trồng được quanh năm các bạn, không cứ gì này trồng vào cái mùa xuân hay là mùa nào, nhưng cái mùa xuân là cái mùa thích hợp nhất của miền Bắc các bạn. Thế thì các bạn nhìn thấy đây thì tất cả những cái mắt ghép thì là đã đạt được cái chất lượng rất là tốt các bạn, những cái mắt ghép mà rất là khỏe. Đây các bạn về trồng thì cái tỷ lệ sống cũng tương đối là cao, phải đạt được tầm khoảng 90% trở lên, tỷ lệ sống rất là cao. Đây nhà vườn chăm sóc rất là kỹ rồi các bạn. Đây là nhà vườn Mạnh Yến các bạn, số điện thoại tôi để trên màn hình. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua cây thì cứ mua cây và cần tư vấn kỹ thuật thì cứ liên hệ với số điện thoại tôi để trên màn hình đây các bạn. Đây là chúng tôi thì vẫn đang chăm sóc, không nhà vườn chúng tôi thì không những về cái giống mít các bạn, tất cả các loại giống mít mà còn rất là nhiều những cái giống cây trồng khác các bạn, rất là nhiều loại giống cây khác nhau, không riêng gì giống mít. Đây các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy ổi la rất là nhiều loại luôn. Đây là mít siêu sớm các bạn. Đây như cái bác này, bác đang chăm sóc cây đây nè, cái luống mít ruột đỏ sơ đỏ các bạn nhé. Đây, giống mít ruột đỏ sơ đỏ thì cũng đang cái mầm ghép rất là phát triển, rất là đẹp, rất là tốt rồi các bạn. Thì bà con nông dân hãy chú ý là trồng cái tầm này thì cái cây của mình phát triển nó mạnh hơn, nó sẽ tốt hơn các bạn. Đây cái ruột đỏ này. Đây còn cái luống bên này là đây, cái luống bên này thì mít không hạt các bạn. Đây, bên này mít không hạt. Còn cái bên đây nữa là cái bên trái này nữa là các bạn là mít quả dài các bạn ơi. Thì cái đường kính của cái cây này nó rất là đạt cái chất lượng các bạn, từ 1 đến 1,5 cm cái bán kính của cái thân ghép này các bạn, cái thân này đấy đạt kích thước từ 1 đến 1,5 cm, đúng cái chất lượng các bạn, đúng chất lượng và đúng kỹ thuật. Các bạn nhìn những cái mắt ghép rất là mẫm các bạn, rất là khỏe, mắt ghép thì rất là khít. Cái số lượng thì rất là nhiều. Nhà vườn Mạnh Yến này thì cung cấp trên toàn quốc các bạn, kể cả ship hàng cho quý vị các bạn. Nếu như mà các bạn muốn mua thì cũng có thể đặt hàng và nhà vườn có thể ship hàng cho các bạn. Bên này là luống mít ruột đỏ các bạn. Các bạn đây có cả tem mát các bạn này. Đây là cái các bạn nhìn, đây là cái biển cây giống của nhà Mạnh Yến các bạn, cung cấp xỉ nè và tất cả các loại cây công trình và cây cảnh, và tư vấn tất cả về các loại cây các bạn. Đây là mít ruột đỏ sơ đỏ các bạn. Mít ruột đỏ sơ đỏ thì nó có 3 loại các bạn: mít ruột đỏ sơ đỏ, mít ruột đỏ sơ trắng và mít ruột đỏ sơ vàng các bạn. Mít ruột đỏ nó có 3 loại, nhưng các bạn khi đi mua thì các bạn phải biết là mình mua cái loại gì các bạn, để nhà vườn còn
tư vấn kỹ thuật cho quý vị và các bạn. Nước ruột đỏ nó có 3 loại. Đây các bạn, đây là nước ruột đỏ sơ đỏ các bạn này. Nó có 3 loại các bạn nha. Khi các bạn đến mua thì nhà vườn sẽ tư vấn cho các bạn. Đây các bạn nhìn tất cả những cái mắt ghép lên rất là khỏe, rất là xanh tốt đây các bạn nhé. Số lượng thì rất là nhiều các bạn. Và rất là nhiều loại giống cây khác nhau nữa. Nhà vườn có đầy đủ các loại giống các bạn. Không riêng gì mít. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy cả cái nhà vườn rất là lớn các bạn nhé. Mít thì là chủ đạo, còn những cái còn đâu là tất cả các loại giống thì giống nào cũng có các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, tất cả các giống đều có cả. Và chủ đạo thì vẫn làm cái cây mít các bạn. Đây là giống mua sữa đấy các bạn nhé. Này các bạn nhìn này, cây đây là bên trong thì mít có cái thân ghép nó to hơn các bạn. Và cái bầu to, còn bên ngoài thì vừa các bạn nhìn thấy được thân nhỏ, cái bầu nhỏ, đây là thân nhỏ, bầu nhỏ các bạn. Này các bạn nhìn thấy những cái mắt ghép, nếu các bạn đã làm về cây mít thì các bạn có thể nhìn này, hoặc bà con có thể phát hiện ra những cái mắt ghép tương đối là mẫm, các bạn nhìn nó phải mẫm như này và cái mắt ghép nó phải khít các bạn. Thì cái cây ngày sau mình trồng nó mới phát triển mạnh. Cây mít đã đạt chất lượng để cho bà con mang đi trồng trong cái vụ xuân năm 2020 các bạn. Các bạn ngắm rất là nhiều, số lượng rất là nhiều. Nhiều bạn thì bảo tầm này nhiều những cái nhà hàng, nhà vườn nó bị cháy hoặc là cạn, cháy hoặc là cạn về cái giống cây mít ruột đỏ sơ đỏ, mít siêu sớm, nhưng mà nhà vườn vẫn còn. Đây là nhà vườn rất là lớn nên vẫn còn rất nhiều, các bạn phải lo về cái số lượng mít thì vẫn còn các bạn. Chỉ có những cái nhà vườn nó nhỏ thì mới khan hàng thôi, còn đâu nhà vườn Mạnh Yến này thì vẫn còn rất là nhiều các bạn. Chúng ta cũng cung cấp đủ cho các bạn và bà con để có giống trồng tốt nhất. Đây là giống bầu to đấy các bạn, cây to và cái bầu to nữa các bạn. Đấy, những cái mắt ghép mình đã to rồi. Thì các bạn có nhu cầu mua cái giống gì thì các bà con và các bạn cứ liên hệ với số điện thoại để được tư vấn về các bạn mua cái cây gì, cây mít gì, trồng cái loại gì thì các bạn và bà con cứ liên hệ số điện thoại tôi để trên màn hình. Đây, nhà vườn Mạnh Yến các bạn. Đầy đủ các loại cây luôn, các bạn muốn mua cái loại cây gì cũng có các bạn. Các bạn cũng muốn mua tất cả các loại cây ăn quả nào thì các bạn cứ gọi điện thì nhà vườn có cái loại nào thì sẽ thông báo cho và tư vấn cho các bạn để các bạn trồng các bạn nhé. Nên rất là nhiều các cái giống cây khác nhau. Nhà vườn có rất là nhiều loại. Tất cả các cây ăn quả có giá trị giúp bà con nông dân chúng ta có những cái cây giống đạt chất lượng. Đấy, mời bà con và các bạn chiêm ngưỡng nhà vườn. Rất là nhiều mít luôn các bạn. Rất là nhiều cây mít giống luôn. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy này, khách đang đến mua rất là nhiều. Các bà con nhìn thấy không? Đây này, luống mít ruột đỏ này. Còn bên tay phải các bạn là mít siêu sớm các bạn. Mít siêu sớm thì tầm này cũng đang rất là chạy các bạn. Khách đến mua và chở cho khách suốt ngày luôn các bạn. Đây mít siêu sớm các bạn này. Mít siêu sớm tầm này cũng rất là
bà con mua rất là nhiều. Nên các bạn nhìn thấy cả một cái nhà vườn rất là lớn luôn. Và tất cả các loại giống cây. Đây các bạn, đây là giống ổi các bạn. Ổi na, tất cả các loại giống cây trồng đều có cả các bạn. Quý vị và các bạn và bà con nông dân có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại để trên màn hình các bạn. Thì nhà vườn sẽ tư vấn cho quý vị, tư vấn cho bà con nên trồng loại nào. Nhà bà con có diện tích bao nhiêu thì nhà vườn sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trồng những loại mít nào để cho nó phù hợp các bạn nhé. Quý vị và các bạn xem clip thấy hay thì hãy like, share, đăng ký để tiếp tục xem những clip mới nhất. Xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip tiếp theo.